Bản tin sáng 10 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có thêm 598 ca mắc COVID-19, trong đó 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 593 ca ghi nhận trong nước tại 11 tỉnh thành phố, gồm Thành phố Hồ Chí Minh 520 ca, Đồng Nai 18 ca, Khánh Hòa 15 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 11 ca, An Giang 10 ca, Phú Yên 8 ca, Bình Phước 4 ca, Bến Tre 2 ca, Hà Nội 2 ca, Thanh Hóa 2 ca, Tây Ninh 1 ca. Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 26.608 ca mắc COVID-19. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, gồm bệnh nhân 26.011 tại tỉnh Quảng Nam được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân nữ 22 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân 26.012 tại tỉnh Quảng Nam được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là bệnh nhân nữ 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 2 ca gồm bệnh nhân 26.028 và 26.029 tại tỉnh Tây Ninh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân 26.036 tại thành phố Hà Nội được cách ly ngay sau khi nhập cảnh là bệnh nhân nữ 64 tuổi, địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 593 ca ghi nhận trong nước, gồm 11 ca là bệnh nhân 26.013 đến 26.020, 26.022 đến 26.024 ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm 6 ca là các trường hợp F1, 5 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. 2 ca gồm bệnh nhân 26.021 và 26.025 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa, có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly. 4 ca gồm bệnh nhân 26.026, 26.030, 26.054, 26.071 ghi nhận tại tỉnh Bình Phước, gồm 2 ca là các trường hợp F1, 2 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 26.027 ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế. 2 ca gồm bệnh nhân 26.031 và 26.032 ghi nhận tại thành phố Hà Nội là các trường hợp F1 đã được cách ly. 10 ca gồm bệnh nhân 26.033 đến 26.035, 26.037 đến 26.043 ghi nhận tại tỉnh An Giang, gồm 4 ca là các trường hợp F1, 5 ca có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh, 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. 8 ca gồm bệnh nhân 26.044 đến 26.051, 26.060 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. 25 ca gồm bệnh nhân 26.052, 26.053, 26.055 đến 26.059, 26.061 đến 26.068 ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa liên quan đến bệnh nhân 17.725 đã được cách ly. 2 ca gồm bệnh nhân 26.069 và 26.070 ghi nhận tại tỉnh Bến Tre có tiền sử đi về từ thành phố Hồ Chí Minh. 18 ca gồm bệnh nhân 26.072 đến 26.089 ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai, gồm 12 ca là các trường hợp F1, 6 ca liên quan đến chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh. 520 ca gồm bệnh nhân 26.048, 26.090 đến 26.608 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, gồm 436 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 84 ca đang điều tra dịch tễ. Tình hình điều trị, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 333 ca, lần 2 203 ca, lần 3 80 ca, số ca tử vong 110 ca, số ca điều trị khỏi 8.984 ca. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.